Thì hôm nay thì em xin phép được trình bày là một bài nói về khá là tổng quan về các những cái xu hướng mới trong tim mạch vành. Thì trải qua 4 cái buổi mà CME thì các bạn quyên kỹ thuật viên Siemens cũng như các báo cáo viên ở các bệnh viện thì đã nói thì rất là rõ về những cái ứng dụng hiện nay cũng như một vài cái ứng dụng mới trong cái tim mạch vành. Thì bài của em hôm nay thì có thể là sẽ là một bài tổng quan hơn, thì sẽ đi trải dài thì hết những cái ứng dụng đó, từ những cái gì đang được sử dụng một cách rất rộng rãi đến những cái gì mà nó mới hơn và chưa được sử dụng nhiều. Thì vì mục đích của cái bài simi này là dành để cho các bạn kỹ thuật viên, thì cho nên thì bài nói của em cũng sẽ thiên hướng về là vai trò của các kỹ thuật viên khi mà những cái kỹ thuật CT mạch vành mới nó được phát triển, thì vai trò của các bạn kỹ thuật viên đến đâu. Thì cái đó cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng trong việc có phát triển các kỹ thuật CT mạch vành. Thì như chúng ta đã biết thì bệnh lý mạch vành thì có thể là coi là một bệnh lý có thể nói là một cái bệnh lý mà là nguyên nhân đầu tiên là gây ra những cái chết ở trên toàn thế giới, mà đặc biệt ở những cái nước mà cái thu nhập trung bình và những thu nhập thấp. Thì trong các bệnh lý về mặt tim mạch thì trong đó bệnh lý do bệnh lý tim mạch thì chiếm 45%, trong đó nhiều nhất là những bệnh lý liên quan đến thiếu máu chiếm đến cao là 21%. Ngoài ra những bệnh lý có mạch máu khác như là đột quỵ thì chiếm đến 16%. Như vậy là về số lượng những cái bệnh lý mạch vành rất là hiện nay trong dân số thì rất là nhiều. Do đó việc chẩn đoán đúng và đánh giá vấn đề điều trị thì rất là quan trọng trong việc nâng cao cái chất lượng sống cũng như là hạn chế tình trạng tử vong của người bệnh. Thì để đánh giá một bệnh lý mạch vành thì thực sự là có rất là nhiều phương pháp. Thì chúng ta có thể đánh giá về mặt lâm sàng, khám lâm sàng những cái test về mặt chức năng, hoặc là như làm X-ray, hoặc là những cái test sinh hóa như là troponin I, troponin T hay là điện tâm đồ. Thì ngoài ra thì chúng ta còn có những cái test gắng sức khác như là X-ray gắng sức hoặc là stress bằng các loại thuốc khác nhau. Rồi xa hơn nữa thì chúng ta có những cái phương tiện hình ảnh chẩn đoán hình ảnh như là siêu âm tim hoặc là chụp X quang hoặc là MRI hoặc CT. Thì trong cái quá trình chẩn đoán một bệnh lý mạch vành thì mỗi cái biện pháp chẩn đoán thì đều có giá trị nhất định, không có cái nào có thể nói là vượt trội lên hẳn cái nào. Thì đối với bệnh lý mạch vành thì chúng ta có các phương pháp nhiều nhất là có thể nói là DSA. Thì ở đây chúng ta có thể nói DSA là cái phương pháp và là một cái tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán bệnh lý mạch vành. Vậy bây giờ thì cái tiêu chuẩn vàng này thì vẫn coi như là vẫn chưa được thay thế. Tuy nhiên cái hạn chế của DSA đó là gì? Là hạn chế của DSA là một biện pháp xâm lấn. Thì cho nên chúng ta cố gắng tiến tới những cái biện pháp không xâm lấn hơn, như là những cái biện pháp test gắng sức hoặc là những cái biện pháp đánh giá chức năng cơ tim như là tưới máu cơ tim. Chúng ta phát hiện những cái rối loạn chức năng do bệnh chưa lý thiếu máu gây ra bằng cách sử dụng siêu âm tim gắng sức hoặc là cộng hưởng từ đánh giá vận động cơ tim. Ngoài ra thì chúng ta có sử dụng cắt lớp vi tính mạch vành. Thì trong những cái nhóm cái phương pháp này thì cắt lớp vi tính mạch vành là cái đặc biệt nhất, tại vì chỉ có cắt lớp mạch vành mới có thể được đánh giá được về mặt giải phẫu những của mạch vành cũng như cấu trúc xung quanh một cách chính xác nhất và đưa ra hình ảnh đẹp nhất. Còn các phương tiện còn lại thì gần như vẫn có thể đưa ra được hình ảnh giải phẫu, nhưng mà về mặt chất lượng hình ảnh thì không thể bằng được các lớp vi tính mạch vành. Thì về có thể nói chụp mạch vành thì chúng ta có thể nói đó là phương pháp tiêu chuẩn vàng. Tuy nhiên nó sẽ là một phương pháp xâm lấn, có những cái hạn chế nhất định, và ngay cái bản thân chụp mạch động mạch vành nếu mà chỉ đánh giá về mặt hình ảnh thì đôi khi nó cũng chưa hẳn chính xác, tại vì bởi vì một cái hẹp lòng động mạch vành chưa chắc đã là tương ứng với một cái tổn thương thiếu máu do cái tổn thương đó gây ra. Do đó người ta mới phải đưa ra những cái tiêu chuẩn đánh giá khác ngoài cái tiêu chuẩn hẹp trên mặt đường kính, ví dụ như là đo lưu lượng dự trữ mạch vành FFA. Tuy nhiên bản thân FFA cũng là một phương tiện nó rất là xâm lấn, nó cần phải có thời gian chuẩn bị sử dụng các thuốc gắng sức như adenosine và sử dụng những cái cảm biến để đánh giá áp suất của đánh giá áp suất lòng mạch trước và sau chỗ hẹp, cho nó tăng thời chi phí và thời gian điều trị. Thì gần đây người ta đang cố gắng tiến tới là việc không sử dụng những cái thiết bị xâm lấn đó nữa, mà người ta sẽ chỉ dựa vào cái hình ảnh 2D, và trên dựa hình ảnh 2D người ta phân tích ra và người ta tính toán ra cái FFA, thì người ta gọi là image based FFA. Thì tuy nhiên cái đó thì cũng là một vấn đề tương lai, và trong về mặt điều trị thì cũng đề cập nhiều đến đây. Thứ hai tiếp theo nữa thì chúng ta có siêu âm tim gắng sức. Thì như chúng hình chúng ta nói thì để thực hiện được một cái siêu âm tim gắng sức thì thực cực cực kỳ đâu khá là phức tạp. Người bệnh cũng phải chuẩn bị bản thân cũng khá phức tạp. Thì tuy nhiên vấn đề của siêu âm tim gắng sức đó là cái hình ảnh siêu âm tim chỉ đánh giá được chức năng cơ tim thôi, không thể đánh giá được cái bản thân hình thái mạch vành.
những gì chúng ta thấy về hoạt động cơ tim chỉ là cái mà hậu quả do cái bệnh thiếu máu gây ra thôi. Thì ngày nay thì với những cái tiến bộ như là tuyến máu cơ tim hay là đánh giá máu cơ tim, thì những cái siêu âm tim thì đang hướng tới là cái những đánh giá về rối loạn cơ tim dưới lâm sàng, nhưng mà về bản chất thì vẫn chỉ là đánh giá những cái gì xảy ra thứ phát cho một cái bệnh lý hay bệnh hoành. Đối với sợ hình tuyến máu cơ tim thì chúng ta có SPECT hay PET. Thì SPECT thì có thể là phương pháp xạ hình là được sử dụng rất nhiều nhất và có từ xưa và đến nay vẫn đang được sử dụng khá là rộng rãi. Thì tuy nhiên cái hạn chế của SPECT đó là nó chỉ đưa ra được cái hình ảnh định tính hoặc bán định lượng, và mức độ chính xác của nó thì khá kém chính xác đối với những tổn thương hẹp nhẹ và trung bình, và độ nhạy độ đặc hiệu thì thực sự là so với những cái phương pháp gần đây thì SPECT bắt đầu không có thể so sánh được với những phương pháp gần đây. Một phương pháp khác nữa là PET. Thì khác với SPECT thì PET có thể đánh giá được định lượng tuyến máu cơ tim, nó tính ra được dòng máu chảy đến cơ tim là bao nhiêu, do đó thì có thể tính chắc được một cách tuyệt đối. Tuy nhiên vấn đề của PET đó là chi phí cao, kỹ thuật phức tạp và không phải đơn vị nào cũng có sẵn. Thì bù lại với đó thì PET có độ nhạy và độ chính xác rất là cao, thì có thể gần như là một trong những cái phương pháp chính xác nhất trong việc đánh giá tuyến máu cơ tim. Đối với cộng hưởng từ cơ tim thì có thể nói là cộng hưởng từ cơ tim thì ngày nay càng ngày càng phát triển, và giá trị trong việc đánh giá bệnh lý tim mạch thì càng ngày càng cao do những ưu thế liên quan đến việc như không có tia xạ, không có liều xạ. Tuy nhiên vấn đề của cộng hưởng từ đó là chi phí cao, và không phải đơn vị nào cũng có thể đầu tư một cái máy cộng hưởng từ mà có thêm cái phần mềm để chụp tim. Hơn nữa là việc chụp khá là phức tạp bởi đó nó rất là nhiều chủ chung khác nhau, do đó là bác sĩ đọc cũng như kỹ thuật viên chụp phải được đào tạo rất là bài bản. Và ngoài ra nó có những cái chống chỉ định tương đối và tuyệt đối như là bệnh nhân kim loại, máy móc hoặc những bệnh nhân không thể mà đưa vào không gian kín hay những bệnh nhân nặng. Thì đó là những cái phương pháp khác. Còn nói về vai trò của CT trong đánh giá bệnh lý mạch vành thì sao? Thì ở đây thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có hai cái dòng, đầu tiên là first line. Đầu tiên là vai trò của mạch vành trong đánh giá những bệnh lý chưa có bệnh, chưa biết được bệnh lý mạch vành, hoặc là những cái đau thắt ngực hoặc cơn đau không vượt lực, hoặc là những đánh giá trong những cái trường hợp mà đấy bất thường mạch vành, hoặc là những bệnh lý đã được phẫu thuật mạch vành trước đó rồi, những stent graft hoặc là những cái đặt phẫu thuật bắc cầu. Thì cái này là vai trò người ta đã đưa ra là CT mà động mạch vành coi như là nên được coi là phương pháp đầu tiên được sử dụng cho những bệnh nhân này. Ngoài ra thì còn có những cái tình huống khác nhau mà chúng ta vẫn có thể được CT mạch vành. Cho nên là có thể nói là vai trò của CT mạch vành cho nên nhớ bệnh lý mạch vành hiện giờ là rất là rộng. Và do đó việc mà hiểu và có thể sử dụng tốt CT mạch vành cho đánh giá mạch vành thì sẽ giúp rất là nhiều cơ sở hạn chế được việc những phải trang bị quá nhiều những trang thiết bị khác nhau trong việc đánh giá bệnh lý mạch vành. Thì nói về việc đánh giá mạch vành thì chúng ta đã biết thì trong các bài khác thì chất lượng hình ảnh mạch vành là một cái vấn đề rất là quan trọng nhằm để đánh giá chính xác được bệnh lý mạch vành trên CT. Thì không ai muốn mà đánh giá một cái mạch vành trên giống một cái hình với chất lượng thấp như thế này, với độ nhòe, rồi có rất là nhiều xảo ảnh như đạo sản ảnh blooming, bỏ ảnh blurring, mà chúng ta thường là sẽ muốn là đánh giá một cái hình ảnh mạch vành với chất lượng cao như thế này, rõ ràng đâu là vôi, đâu là lòng mạch. Khi dựng hình lên thì chúng ta không thấy, gần như là không thấy một cái xảo ảnh nào hết. Thì để có thể đạt được một cái hình ảnh với chất lượng mạch vành như thế thì rất là khó khăn và phức tạp. Thì như chúng bài 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 trình bày của báo cáo viên Cường trước đó thì xảo ảnh của mạch vành thì rất là nhiều, nguyên nhân vấn đề của nó đưa ra thì khá là phức tạp, và để xử lý thì cũng không phải là đơn giản. Có những cái chúng ta có thể xử lý được, có những cái chúng ta không thể xử lý được, và cái những cái ảnh giả này là cái những cái mà thể hiện ra rõ ràng là nhất là cái hình ảnh mạch vành của chúng ta có đạt chất lượng hay không. Thì để làm sao mà để loại bỏ được hết cái những cái xảo ảnh này thì đó là một sự phối hợp rất là chặt chẽ giữa nhiều bên, bao gồm cả người bệnh, việc trang thiết bị hiện có, cả kỹ thuật viên và cả bác sĩ, phải phối hợp được tất cả những cái yếu tố này thì chúng ta mới có thể đạt được cái chất lượng hình ảnh tốt nhất. Thì nói về người bệnh thì năm 2016 thì AHA đã đưa ra một cái khuyến cáo là những cái yếu tố là một cái đối tượng phù hợp nhất để chụp CT mạch vành. Thì có cũng có rất nhiều cái vấn đề như là không có nhịp tim đó, hoặc là nhịp có thể là phối hợp, hoặc là nhịp tim đều, nhịp tim thấp, bệnh nhân không quá già, hoặc là BMI nhỏ, thì nó rất nhiều cái vấn đề để có thể chọn ra một người bệnh thích hợp. Ngoài ra năm 2016 thì SCCT cũng có đưa ra guideline để có thể là giúp cái việc chụp mạch vành tốt nhất. Thì trong đó có ba cái khuyến cáo mà nên lưu ý, đó là sử dụng beta blocker để làm giảm nhịp tim tốt nhất. Thì cái mục tiêu nhịp tim thấp của CT mạch vành là thường là 60 nhịp một phút hoặc là ít hơn nếu có thể.
Ê, tuy nhiên SCG cũng khuyến cáo rằng là cái việc mà đặt 60 nhịp một phút này là không bắt buộc và có thể tùy vào trang thiết bị máy móc hay là tùy vào tình trạng của các cơ sở lâm sàng khác thì để có thể mình đánh giá cho nhịp tim hay sao cho nó phù hợp. Thứ hai là việc sử dụng nitroglycerin thì gần như là nên 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 là một cái sử dụng thường quy trong các cuộc chụp trừ khi nó có một chống chỉ định tuyệt đối của việc sử dụng nitroglycerin. Thứ ba là việc bệnh nhân là nên được hít thở giới thiệu về được tập cách hít thở trước khi là đưa vào cuộc chụp. Thì đối với một cuộc chụp CT scan mạch vành thông thường chỉ gồm các bước là chuẩn bị vào phòng chụp hay quá trình chụp. Thì các bạn thì quá trình này thì theo những cái bài báo cáo trước của các báo cáo trước thì đã được hướng dẫn một cách rất là chi tiết rồi. Thì em xin phép trình bày lại, đó là ví dụ như là việc chuẩn bị. Thì trong đó thì chúng ta thấy là việc chuẩn bị mạch bằng cách sử dụng beta lock là cái yếu tố quan trọng nhất mà để có thể đưa ra một cái hình ảnh chất lượng đẹp với SCCT đã người ta đã khuyến cáo. Tuy nhiên cũng có rất như là nhiều loại beta lock khác nhau và mỗi loại beta lock thì có cái thời gian khởi phát khác nhau, có đường dùng khác nhau tùy và thời gian khởi phát tùy thuộc theo vào đường dùng. Nó có những cái đường bài tiết khác nhau cho nên là ngay cả việc sử dụng beta lock nào cho nó phù hợp cũng đã là một vấn đề phức tạp. Và khi sử dụng beta lock thì chúng ta cần phải biết rằng sau khi sử dụng beta lock bao nhiêu phút hoặc là bao nhiêu giờ thì cái nhịp tim nó mới bắt thuốc nó mới bắt đầu có tác dụng lên nhịp tim để chúng ta chọn cái thời điểm chụp thích hợp nhất. Có loại thuốc thì đến 24 giờ mới có tác dụng, có loại thuốc 2-3 giờ và có loại thuốc 1 giờ. Có những loại thuốc nhanh hơn thì chỉ cần 30 phút là đã có tác dụng khi chúng ta uống. Như vậy thì riêng việc sử dụng beta lock thì chúng ta cũng cần phải biết là cơ sở chúng ta đang sử dụng loại thuốc là beta lock nào, thời gian tác dụng bao nhiêu lâu thì chúng ta có thể được chụp. Và như vấn đề lúc nãy trình bày, nếu beta lock ở bệnh nhân chống chỉ định thì sao? Thì chúng ta cũng nên biết là có những loại thuốc có thể được thay thế sử dụng beta lock để làm giảm nhịp tim. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng các thuốc chặn kênh canxi và nhóm nandihydrobilin. Ngoài ra chúng ta nếu mà bệnh nhân cũng có chống chỉ định với nhóm thuốc này hoặc là chúng ta không có sẵn thì chúng ta có thể chọn nhóm thuốc thứ hai là nhóm thuốc ivabradin. Thì tuy nhiên việc sử dụng những nhóm thuốc này cũng có những cái vấn đề không phải là đơn giản, mỗi loại thuốc đều có những cái chỉ định và những chống chỉ định. Nhóm bệnh nhân nào có thể sử dụng, nhóm những nhân nào không thể sử dụng. Ví dụ như ivabradin thì chỉ sử dụng với những bệnh nhân có nhịp nhịp xoang thôi. Những bệnh nhân mà những cái bệnh lý nhịp không phải nhịp xoang thì gần như là chúng ta không thể sử dụng để hạ nhịp. Hoặc nhóm thuốc chặn kênh canxi, nhóm nandihydrin thì cũng có những cái chống chỉ định. Do đó việc chọn được một loại thuốc hạ nhịp cho một bệnh nhân cũng đã là một vấn đề rất là phức tạp rồi. Tiếp theo khi bệnh nhân được vào phòng chụp và trong quá trình chụp thì chúng ta cũng phải thực hiện rất là nhiều bước như cái hướng dẫn của những cái báo cáo viên trước. Thì cái việc thực hiện khi mà bệnh nhân bước vào phòng chụp và trong quá trình chụp này thì gần như là thuộc về thao tác của các kỹ thuật viên rồi. Thì vì những kỹ thuật viên là những người trực tiếp thao tác trên máy, trực tiếp thao tác trên người bệnh, trực tiếp sử dụng các loại thiết bị như là máy bơm kim tim điện để bơm thuốc cản quang vào trong người bệnh nhân. Do đó việc một kỹ thuật viên được trang bị đầy đủ kiến thức hoặc là có tay nghề hoặc là có kinh nghiệm rất là quan trọng cho việc chụp mạch vành. Thì trong Gala năm 2016 thì người SCT cũng có khuyến cáo là đối với kỹ thuật viên hoặc là những người phụ trợ khác thì là tất cả những cái CT mạch vành thì nên được thực hiện bởi một kỹ thuật viên được training đầy đủ, tức là được đào tạo đầy đủ về CT mạch vành, bao gồm những hiểu biết về những nguyên tắc ARA hoặc là những biết được về hiểu am hiểu về những cái phương tiện máy móc hoặc những cái mà trang thiết bị mà đang được sử dụng. Do đó có thể nói là vai trò kỹ thuật viên trong việc tạo được một cái hình ảnh đẹp rất rất là quan trọng. Thứ hai nữa là từ tiếp theo nữa là từ khi phát triển CT scan mạch vành đến nay thì đã có rất rất nhiều tiến bộ về mặt phần cứng. Và nếu mà các kỹ thuật viên là không có hiểu rõ là cái phần cứng của mình đang sử dụng nó như thế nào thì thực sự là không thể tận dụng hết được những ưu điểm của những phần cứng đó. Thì những ngày tháng đầu tiên thì chúng ta chỉ có những cái máy CT với vòng quay là 500 mili giây. Thì hiện tại chúng ta đã có những cái vòng quay là chỉ hết khoảng 240, 250 mili giây đã trong một vòng quay. Chúng ta có những cái thế hệ đầu tiên là một đầu phát, thì giờ chúng ta đã có thế hệ hai đầu phát. Chúng ta có những thế hệ chỉ có bốn dãy thu tín hiệu với khoảng cách phủ trên trục Z là 4 mm. Thì hiện nay chúng ta có những máy đến 320 dãy thu, có thể bao phủ được một trường đến 16 cm, là gần như là bao phủ được hết
tim và một phần đoạn đầu của các mạch máu lớn. Là coi như chúng ta có thể thấy là công nghệ đang rất rất là phát triển, mà nếu chúng ta không theo kịp công nghệ thì chúng ta sẽ có thể trở thành lạc hậu. Thì cùng với sự phát triển đó thì vai trò của CT mạch vành cũng ngày ngày càng được nâng cao. Nói trước đây thì chúng ta chỉ gần như là chỉ biết đến vai trò của mạch vành ở vai trò là đánh giá vôi hóa và đánh giá độ hẹp. Sau đó nữa thì với sự phát triển của những cái máy CT hơn thì chúng ta đã có đánh giá được định tính được mảng xơ vữa, là chúng ta đã xác định được đó là vôi này, mảng xơ vữa hoại tử nè, hay là mảng xơ vữa sơ hóa. Và chúng ta được có thể đánh giá được những cái yếu tố mà gợi ý một cái mảng xơ vữa nguy cơ cao, như là mảng xơ vữa nám vôi, hoặc là những xơ vữa điểm, hoặc là những mảng xơ vữa hoại tử. Rồi xa hơn nữa, những cái công nghệ gần đây kết hợp với những cái trí thông minh nhân tạo thì chúng ta đang hướng đến là việc kết hợp hình ảnh của mạch vành và trí thông minh nhân tạo. Và tiếp tục theo nữa là mạch vành CT mạch vành đang lấn sân vào những cái mảng khác, đó là đánh giá về chức năng và phân tử của bệnh lý mạch vành. Trong khi mảng chức năng này thì gần như trước đây là chỉ thuộc về MRI và thuộc về MRI, siêu âm tim và các xạ hình tuyến máu cơ tim, thì CT đã và đang ngày càng lấn sân vào cái phần mảng đánh giá chức năng của tim. Thì phần tiếp theo em sẽ trình bày sơ qua những cái ứng dụng thực tế của mạch vành. Thì đầu tiên thì chúng ta có thể nói là các lớp vi tính mạch vành thì cái ưu điểm rõ ràng của nhất của nó nhất là đánh giá mảng xơ vữa và vôi hóa. Tất cả những cái phương pháp còn lại thì gần như không thể đánh giá được những mảng xơ vữa vôi hóa mạch vành. Và đây có thể là một cái những cái giá trị đầu tiên và đến bây giờ nó vẫn là giá trị rất là không thể bỏ qua của CT mạch vành. Thì người ta cũng có đưa ra những cái thang điểm đánh giá dựa vào cái độ vôi hóa của mạch vành để người ta tiên lượng được cái mức độ bệnh lý mạch vành như thế nào. Đó, nếu các bạn kỹ thuật viên có xử lý mạch vành thì có lẽ quen với hình này. Tuy nhiên, bản thân cái hình CT đánh giá vôi hóa này cũng không phải là cứ muốn chụp sao là chụp. Thì phải cái hình chụp này cũng phải tuân theo những yêu cầu về mặt kỹ thuật, ví dụ như KV là bao nhiêu, bề dày lát cắt là bao nhiêu, cái bề dày khoảng khoảng cách giữa các lát cắt tái tạo là bao nhiêu. Nó cũng có những yêu cầu nhất định mà các bạn kỹ thuật viên cũng cần phải nhớ rõ ràng những cái yếu tố đó để có thể đạt được cái chất lượng tốt nhất. Rồi thứ hai là bản thân những cái vôi hóa này, nếu mà bệnh nhân có nhịp tim nhanh nó cũng sẽ gây ra những cái ảnh giả, và cái ảnh giả đó cũng sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá mảng xơ vữa vôi hóa. Do nên khi chụp đơn thuần chỉ là đánh giá mảng xơ vữa vôi hóa cũng cần phải biết rằng nhịp tim của bệnh nhân cũng có ảnh hưởng đến cái vấn đề đánh giá độ chính xác, vấn đề chuyển động của bệnh nhân. Do đó thì ngay cả việc đánh giá một cái mảng xơ vữa, một chụp một cái hình công thuốc tưởng chừng như đơn giản cũng thực sự không đơn giản. Chúng ta tiếp đến là sau khi sử dụng thuốc cảnh quang thì chúng ta bước đến là vấn đề đánh giá mức độ hẹp. Thì cái này là cái vai trò thường nhất và được yêu cầu nhiều nhất từ các bác sĩ lâm sàng, là đánh giá là bệnh nhân này tôi nghi ngờ là có bệnh lý mạch vành thì đánh giá cho tôi độ hẹp là bao nhiêu, mức độ hẹp bao nhiêu. Thì như các bài trước chúng ta đã biết, để có thể đưa ra một cái hình ảnh đẹp thì chuẩn bị và thực hiện bộ chụp thì rất là công phu. Và dựa vào trên độ hẹp đó thì chúng ta đưa ra những cái bảng đánh giá phân loại để tiên lượng mức độ hẹp của bệnh nhân. Thì cái vai trò này là vai trò của bác sĩ, nhưng thực tế nếu mới đứng ở góc độ một bác sĩ thì các bác sĩ rất là mong có một hình ảnh thật đẹp để có thể đánh giá được cái hình ảnh này rất chính xác. Cho nên ngược lại, cái đoạn để có hình ảnh được đẹp này là công rất lớn của các bạn kỹ thuật viên. Xa hơn nữa thì chúng ta có gì, chúng ta có đánh giá bản chất mảng xơ vữa, là gồm chúng ta có thể đánh giá bản chất này, bản chất này là có nguy cơ cao trong tương lai là có thể dẫn đến bệnh lý nhồi máu cơ tim hay không, hay là mảng xơ vữa này là mảng xơ vữa ổn định rồi, chúng ta có thể chỉ yên tâm là theo dõi thôi, không cần phải can thiệp vô mảng xơ vữa đó. Thì trên hình ảnh CT để có thể người ta đã đưa ra những cái dấu hiệu để đánh giá là mảng xơ vữa này nguy cơ cao. Thì những cái dấu hiệu mảng xơ vữa nguy cơ cao này thường là những dấu hiệu rất là tinh tế trên hình ảnh mạch vành. Thì chúng ta có thể thấy đó là những dấu hiệu mà những cái mảng xơ vữa có đậm độ thấp bé mới 30 HU. Thì chúng ta thấy cái mạch vành bản thân nó rất nhỏ rồi, những mảng xơ vữa nó sẽ còn nhỏ hơn nữa. Và để muốn đánh giá được những cái mảng xơ vữa nhỏ một cách chính xác hơn nữa thì yêu cầu cái hình ảnh phải ra rất rất là đẹp. Thì quay ngược lại thì các bác sĩ thực sự là với mong chờ là người đọc hình ảnh thì mong rất là mong những hình ảnh đẹp. Rồi, tiếp theo nữa thì người ta đang hướng tới là không chỉ nhìn bằng mắt thường mà người ta muốn tính toán luôn ra là con số của mảng xơ vữa, tức là mảng xơ vữa có bao nhiêu là vôi hóa. Rồi, mảng xơ vữa không vôi hóa thì có bao nhiêu là mảng xơ vữa có lõi lipid, bằng bao nhiêu là phần trăm là những cái mảng xơ vữa dạng xơ. Thì càng càng phân tích được sâu hơn về những cái yếu tố này
thì việc tiên lượng một cái mảng xơ vữa nó có trong tương lai nó có gây ra bất lợi, bất biến cố nào lớn cho người bệnh không, nó càng quan trọng hơn nữa. À, do đó thì để đánh giá được tốt thì quay lại vẫn là hình ảnh chất lượng cao. Rồi xa hơn nữa thì sao? Xa hơn nữa thì người ta nhận ra rằng là đối với bệnh lý mạch vành thì không chỉ đó không chỉ là bệnh bệnh lý của tổn thương mạch vành mà nó còn có mối liên hệ xung liên quan đến lớp mỡ xung quanh mạch vành. Thì một cái bệnh lý mạch mạch một cái mạch vành lành lành mạnh khỏe mạnh thì cái mỡ xung quanh nó cũng có những đặc điểm riêng. Một cái bệnh lý mạch vành mà trong giai đoạn bắt đầu bị bệnh thì mỡ quanh nó cũng có những cái đặc điểm khác nữa, và một cái bệnh lý mạch vành bị đa mạch mãn tính thì khẽ cấu trúc mỡ xung quanh càng có những thay đổi nhiều hơn. Thì thay vì chỉ tập trung vào việc đánh giá cái hậu quả, tức là bệnh lý mạch vành đã mảng xơ vữa đã gây hẹp hay chưa, thì hiện tại người ta đang cố gắng nhắm vào cái giai đoạn chuyển từ giai đoạn bệnh lý lành tính sang giai đoạn viêm sớm, tức là mạch vành nó chỉ mới bắt đầu bị bệnh thôi và chưa gây ra mảng xơ vữa, chưa gây ra hẹp lòng mạch vành, thì người ta sẽ dựa vào những cái yếu tố như là mỡ quanh mạch lớp mỡ quanh mạch vành để chúng ta dự đoán là à mạch vành này nó đang giai đoạn rất là sớm, nó đang giai đoạn viêm sớm. Chúng ta sử dụng thuốc, những các phương pháp khác, như vậy điều chỉnh lối sống, để chúng ta tác động vào cái giai đoạn viêm sớm này để nó đảo ngược lại trở thành một cái mạch máu lành tính. Thì hiện tại người ta đang sử dụng các phương pháp đó là FAI hoặc là FRB. Thì muốn đánh giá được mỡ xung quanh các mạch lý mạch vành như thế này thì chúng người ta cũng sẽ phải yêu cầu là một cái hình ảnh có chất lượng rất là cao, để chúng ta có thể phân biệt ra cái lớp mỡ này, chất hình ảnh của nó có phù hợp để mình đưa ra những cái thuật toán để mình xử lý nó hay không. Chúng ta có thể thấy trên cái hình này là người ta mô tả là một cái mạch vành, lòng đường kính đây, và người ta đánh giá 10 mm lớp mỡ, 10 mm của lớp mỡ xung quanh cái mạch vành là 10 mm, rất là nhỏ. Và nếu mà chúng ta đưa ra một cái hình ảnh nhòe hoặc là những hình ảnh bị xào ảnh chuyển động thì coi như việc đánh giá cái mỡ quanh mạch máu này thì rất là khó. Và nếu mà có một cái hình ảnh không có xào ảnh, không có chuyển động, không có blurring thì việc đánh giá mỡ này sẽ là chính xác hơn rất là nhiều. Về đó là về vai trò của mạch vành trong đánh giá về giải phẫu và đánh giá những bệnh lý của mỡ quanh mạch vành. Tiếp theo thì CT đang lấn sân, cố gắng lấn sân vào mặt đánh giá về phần chức năng của bệnh lý mạch vành. Thì chúng ta bài trình bày hôm bữa của bác sĩ Hồ thì chúng ta đã nói đến về cắt lớp tim vi tính để đánh giá tưới máu cơ tim. Thì đây là cái hình ảnh mà thể hiện là sự khác biệt giữa mô cơ tim thiếu máu và mô cơ tim bình thường, là sẽ khác biệt giữa về tính chất bắt thuốc. Và khi thể hiện ra hình ảnh thì nó sẽ hiện ra cái hình ảnh có độ sáng và độ tối khác nhau. Và với ứng dụng của CT2 mức năng lượng và những cái hình ảnh CT với độ phân giải cao, hoặc là CT với trường quét, cái trường bao phủ mà tim rộng rồi phổ màu lên, thì chúng ta có những hình ảnh như thế này rất là đẹp. Chúng ta có thể đánh giá được là vùng nào là thiếu máu, vùng nào là nhồi máu, vùng nào là cơ tim lành tính. Thì đối với kỹ thuật cắt lớp vi tính đánh giá tưới máu cơ tim thì chúng ta có hai kỹ thuật là tưới máu cơ tim tĩnh và tưới máu cơ tim động, giống như là bác sĩ Hồ đã trình bày. Thì sự khác biệt của hai cái kỹ thuật này là gì? Đối với tưới máu cơ tim tĩnh thì chúng ta chỉ chọn một thời điểm hoặc là chọn một khoảng thời gian và chúng ta chụp một lần và chúng ta chỉ đánh giá trên cái hình ảnh đó. Còn tưới máu cơ tim mà động học thì chúng ta sẽ ghi hình rất là nhiều lần khác nhau theo thời gian, và chúng ta sẽ tập hợp dữ liệu thu được từ những cái hình đó và chúng ta sẽ xử lý hình ảnh. Thì đối với tưới máu cơ tim động thì sao? Thì chúng ta thấy là cái việc mà ở một cái hình ảnh một thời điểm như này thì gần như là giống như là chúng ta một chụp một cái CTA mạch vành thông thường thôi. Là chúng ta cũng test thuốc, sử dụng kỹ thuật là test bolus hoặc K-bolus, chọn ra một thời điểm chụp thích hợp nhất và chúng ta chụp hình, chúng ta ghi được cái hình đó và chúng ta sẽ xử lý hình ảnh. Chúng ta sẽ xử lý hình ảnh trên cái hình ảnh đó. Như vậy nó không khác gì một cái CTA thông thường cả. Tuy nhiên đối với những cái máy mà thế hệ trước đây, những cái máy thế hệ 164 hoặc 128 lắp cắt, hoặc những thế hệ mà cái khả năng trình chụp của nó kém, thì chúng ta đã biết để chụp được một cái toàn bộ tim thì chúng ta sẽ thường phải mất từ 5 đến 6 nhịp tim. Mỗi nhịp tim giả dụ như một nhịp tim 60 lần một phút đi, thì mỗi mỗi nhịp tim là 1 giây, thì với 5 đến 6 nhịp tim thì chúng ta sẽ mất đến 6 giây để chụp được toàn bộ một cái tim.
Như vậy là ở dây thứ nhất chúng ta ghi hình đoạn này, dây thứ hai đoạn này, dây thứ ba, dây thứ tư, dây thứ năm, dây sáu. Như vậy để ghi một hình chúng ta đã chọn đến 6 thời điểm khác nhau, và ứng với 6 thời điểm đó thì rõ ràng là thuốc ở mỗi cái phần cơ tim khác nhau này nó ngấm đã bắt đầu ngấm thuốc khác nhau rồi. Thì chúng ta có thể đây đây là cái xào ảnh slide, cái bạn Cường lúc nãy đã có trình bày, thì ở những cái phần này nó sẽ ngấm thuốc khác nhau, và khi đó chúng ta xử lý hình ảnh, chúng ta đọc hình lên thì gọi rằng là không chính xác. À, đó là vấn đề của việc những cái máy thế hệ trước. Thì vấn đề này sẽ được xử lý khi chúng ta đã có những cái thế hệ máy mà có thể bao phủ hết tim trong một lần chụp, những cái máy thế hệ máy mà 256 hoặc 312 đầu chạy thu tín hiệu, hoặc là những thế hệ máy mà có hai nguồn phát. Thì khi đó thì chúng ta có thể thay vì ghi hình trong nhiều nhịp tim thì chúng ta có thể ghi hình toàn bộ tim chỉ trong một nhịp. Thì như vậy về mặt thời gian thì toàn bộ cái tim này nó tính chất bắt thuốc của nó sẽ là cùng một thời điểm, do đó chúng ta sẽ đánh giá được tính chất bắt thuốc của nó hoàn toàn là giống nhau. Do đó việc chúng ta biết được là chúng ta đang sở hữu cái máy gì trong tay, là máy hai đầu phát, hai nguồn phát, hay là máy thế hệ có những trường quét phủ hết được một tim, phủ hết được tim trong một lần chụp, hay là những máy thế hệ cũ hơn, cũng ảnh hưởng đến việc chúng ta đưa ra được cái hình ảnh đẹp, đánh giá chính xác hơn. Tuy nhiên như lúc này đã nói về ghi hình tĩnh là chúng ta chỉ chọn một thời điểm để ghi hình, cho nên dẫn đến vấn đề việc chọn đúng thời điểm ghi hình rất là quan trọng. Ví dụ giả dụ như chúng ta ghi hình tại cái thời điểm này là khi thời điểm mà thất phải chưa bắt thuốc, và gần như cơ tim cũng sẽ không bắt, thất trái chưa có thuốc và cơ tim chưa có thuốc, như vậy hình ảnh ra là chắc chắn là không chính xác. Hoặc chúng ta chọn thời điểm ghi hình quá trễ thì dẫn đến tình trạng là thuốc đã thoát ra hết ra ngoài rồi, và cơ tim tính chất này, cơ tim bắt thuốc cũng không phải là đỉnh và không chính xác nữa. Và sự khác biệt giữa cơ tim thiếu máu, cơ tim hoại tử và cơ tim lành tính nó cũng sẽ không còn rõ ràng nữa. Cho nên việc yêu cầu chọn được một cái thời gian chụp chính xác cũng rất là quan trọng. Do đó các bạn kỹ thuật viên khi chụp cũng phải biết được là khi chụp, nếu mà đánh giá thì chúng ta phải chọn được test bolus, chọn được một thời gian chính xác, hoặc nếu chụp ke bolus chúng ta cũng phải roi đúng, chọn được how feel đúng sao cho nó đạt được cái đỉnh bắt thuốc này để có hiện tốt nhất. Thì đối với hạn chế về mặt này thì CT2 mức năng lượng gần đây thì có đã có những cái bước giúp hạn chế được cái phần đánh giá việc sự khác biệt không rõ ràng này. Thì bằng việc ứng dụng bản đồ iOS thì CT2 mức năng lượng có thể chỉ ra được rõ ràng là vùng đâu là vùng thiếu máu, đâu là vùng cơ tim bình thường. Dù dù có thể là thì chụp không quá chính xác, nhưng mà ứng dụng việc đánh giá hai mức năng lượng đánh giá và bản đồ iOS này thì có thể giúp làm rõ hơn được cái vấn đề đó. Tuy nhiên về bản chất thì CT2 mức năng lượng nếu mà chụp thì tĩnh nó vẫn không thoát được bản chất là chỉ ghi hình một thời điểm, và do đó vẫn phụ thuộc rất nhiều vào việc các bạn chọn được cái thời gian đúng. Thứ hai là nếu ứng dụng bản đồ iOS thì chúng ta có thể roi vào đây những cái vùng này để đưa ra được những con số về độ ngấm thuốc iOS ở những cái vùng mô nhất định. Thì người ta hay 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 lầm tưởng là con số mặt định lượng, nhưng thực ra con số đó chỉ là một con số bán định lượng. Lý do vì sao con số bán định lượng là gì? Vì lý do là cái con số đó chỉ dành cho một thời điểm nhất định, và con số đó phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng thuốc tương phản, đó là chúng ta sử dụng thuốc nồng độ cao hay chúng ta sử dụng thuốc nồng độ thấp, và chúng ta phụ thuộc vào việc chúng ta chụp sớm hay chụp trễ. Cho nên rõ ràng nó đưa ra một con số, nhưng con số đó là không thể hiện chính xác hết mức độ tươi máu của toàn bộ cơ tim, cho nên người ta mới chỉ gọi là đánh giá bán định lượng mà thôi. Rồi một hạn chế nữa của CT2 mức năng lượng khi sử dụng đánh chụp tĩnh đó là sẽ giảm độ phân giải về mặt thời gian. Thì như chúng ta đã biết, đối với những cái thế máy hai đồ hai mặt phát của Siemens thì một ưu thế lớn nhất của nó là tăng độ phân giải thời gian rất là cao, gần như là cao nhất hiện tại là 66 mili giây. Tuy nhiên khi sử dụng ứng dụng hai mức năng lượng thì cái độ phân giải thời gian của nó sẽ bị giảm về như những cái thế hệ máy thông thường là khoảng 120 130 mili giây. Cho nên đây là cũng một vấn đề liên quan đến nếu chụp kỹ thuật tim máu cơ tim mà chúng ta ứng dụng hai mức năng lượng, chúng ta cũng cần phải biết rằng nó là những cái hạn chế để chúng ta có thể xử lý tốt hơn. Thì để hạn chế những cái yếu điểm của chụp tim máu cơ tim tĩnh thì người ta mới đưa ra chụp tim máu cơ tim động. Thì như trên hình này chúng ta đã thấy đây là một cái hình chụp tim máu cơ tim động. Thì cái hình A là chụp một cái thời điểm hơi sớm, khi đó thất phải còn thuốc, thì chúng ta thấy rằng chúng ta có thể thấy cái vùng này
À, nó hơi kém hơn cho cái vùng này về mặt bắt thuốc. Thì chúng ta nếu mà chỉ chụp CT tĩnh, CT máu cơ tim tĩnh ở cái hình này thì chúng ta có thể lầm tưởng là nguyên cái vùng này là vùng thiếu máu. Thì tuy nhiên khi chụp một thì trễ hơn thì chúng ta có thể thấy rằng cái vùng thiếu máu nó đã co nhỏ lại so với cái hình này, và cái những cái vùng này nó đã bắt thuốc bắt đầu tốt hơn rồi. Thì đây là một cái ưu thế của việc chụp nhiều pha, chụp nhiều thì trên một cái giai đoạn bắt thuốc của tim. Thì nguyên lý đó là được sẽ được ứng dụng vào đây. Chúng ta sẽ thấy là chụp rất là nhiều thời điểm khác nhau, một nhịp tim chụp một thời điểm, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái đường cong này để chúng ta xử lý ra được hình ảnh, chúng ta xử lý con số ra được những cái thông số như hôm trước bác sĩ có trình bày là MVV hoặc là MBF. Tuy nhiên một cái hạn chế của việc chụp tĩnh đó là gì? Vì chụp rất là nhiều thời điểm khác nhau mà thông thường người ta chỉ chụp đến 30 nhịp tim, cho đến bệnh nhân sẽ phải hít thở một khoảng rất là lâu, khoảng 30 giây lận. Mà để hít thở một khoảng 30 giây thì không phải bệnh nhân nào cũng có thể làm được. À, những bệnh nhân khỏe mạnh chưa chắc đã có thể làm được, chứ đừng nói là những bệnh nhân già yếu. Do nên các bạn khi chụp lựa chọn kỹ thuật chụp cũng phải biết rằng à những bệnh nhân này có thể làm được cái chuyện này hay không, hay là không thể làm được, và nó sẽ gây ra việc bệnh nhân ăn tia một cách vô ích mà không ra được một cái kết quả gì hết. À, vấn đề thứ hai đó là việc xạo liều xạ của việc chụp dynamic rất là nhiều nhiều hơn so với chụp một cái thì tươi máu cơ tim tĩnh. À, tuy rồi đối với những cái thế hệ máy khác nhau thì sao, thì kỹ thuật chụp dynamic có khác nhau không? Thì đây là hai cái hình minh họa thể hiện cho những cái thế hệ máy có thể chụp được tươi máu cơ tim đậu học, đó là máy hai nguồn phát và máy những cái máy có dãy đầu thu tín hiệu rộng. Thì chúng ta đã thấy thì để đối với những cái máy hai nguồn phát của Siemens hiện giờ thì một lần chụp dài nhất thì có thể phủ được trường chụp là khoảng 73 hoặc 10.2 cm. Như vậy để chụp hết được nhịp tim thì chúng ta phải chụp hết một cái tim thì chúng ta phải mất nhịp chụp. À, do đó khi chụp ở những cái máy mà hai nguồn phát thì máy CT sẽ chụp ở chế độ shutter mode, nghĩa là máy sẽ di chuyển liên tục giữa hai vùng này và ghi hình liên tục, máy sẽ di chuyển tới lui trong trong lồng chụp. À, do vậy cái để có thể ghi được hình thì chúng ta có thể máy di chuyển, cho nên cái giả sử hình nửa 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 tim trên máy ghi hình trong một nhịp, máy phải tốn thêm một nhịp nữa để di chuyển, và tiếp theo nhịp tiếp theo máy mới có thể ghi hình được nhịp dưới. Cho nên rõ ràng về mặt ghi tín hiệu này thì có thể những con ghi hình này thì có những cái khoảng bị đứt đoạn và tín hiệu nó không được liên tục. Nhưng bù lại thì khi chụp dynamic thì chúng ta sẽ lợi dụng được cái độ phân giải thời gian rất là cao của máy dual shot. Ngược lại đối với những cái máy mà dãy thu tín hiệu rộng đến 8 hoặc 16 có thể phủ hết được tim, thì trên hình này chúng ta có thể thấy là một nhịp tim là máy chỉ cần một nhịp là thu được toàn bộ tín hiệu, một nhịp là thu được toàn bộ tín hiệu. Cho nên số lần thu tín hiệu của máy những cái thế hệ máy mà có dây trường thu này rộng là rất là nhiều, và nhiều hơn đáng kể so với cái máy hai mức năng lượng. Thì đó là sự khác biệt giữa hai máy. Tuy nhiên những cái máy mà quay, những cái máy mà trường trường cái bề cái độ rộng của dãy đi rất to hiện nay thì nó bị hơi bị giới hạn về độ phân giải về mặt thời gian, thì giới hạn ở khoảng mức 120, hiện tại là cao nhất là 120 thế hệ máy của GE. Thì đó là sự khác biệt giữa hai cái thế hệ máy khác nhau và hai cấu tạo máy khác nhau. Do đó nếu chúng ta sử dụng máy nào thì chúng ta cũng cần phải biết rằng à mình đang nắm trong tay công cụ gì. À, là ưu điểm và là ưu điểm và hạn chế của cái máy đó khi chụp kỹ thuật này là gì. À, và tiếp theo thì việc kết hợp đó, kết hợp kỹ thuật chụp dynamic statistics với việc chụp stress hay chụp red thì bác sĩ Hồ đã trình bày rồi, thì mình không có trình bày lại. Thì chúng ta có về mặt thiết kế chụp thì chúng ta có thể là chụp red trước hoặc chụp stress trước, hoặc là ngược lại chụp stress trước hoặc chụp red trước. Tuy nhiên vấn đề ở đây mình muốn nhắc đến cho bạn thủy thuật viên biết, đó là việc chụp red hay chụp stress thì chúng ta có những thuốc sử dụng, đó là thuốc beta lock trong trường hợp chụp red CT perfusion, và những cái thuốc gây stress cơ tim khi dùng chúng ta chụp stress. Thì chúng ta cần phải lưu ý là tác dụng của mỗi thuốc này là thời gian tác dụng của nó là bao nhiêu phút, và khoảng cách giữa hai lần chụp là nên bao nhiêu, nên có bao nhiêu để tác dụng của hai loại thuốc này không chồng chéo lên nhau, cũng như là thời gian chụp bao nhiêu để có thể thuốc cảnh quang có thể watch out hết được khỏi cơ tim. Thì cái vấn đề này cũng là cái vấn đề cũng cần phải lưu ý đối với các bạn kỹ thuật viên, tại vì nếu mà các bạn kỹ thuật viên không lưu ý được vấn đề này mà chụp quá gần nhau thì có thể đôi khi tác dụng của những thuốc nó chồng chéo nhau và hình ảnh ra nó có thể là không chính xác. Do đó việc
các bạn quen thuộc với một cái quy trình chụp CT motion cũng là rất là quan trọng. À, thì đây là cái hình ảnh mà đưa ra được cái hình ảnh mà chụp CT motion, chúng ta có thể đánh giá về mặt giải phẫu các nhánh. Ở trên hình stress chúng ta thấy đánh giá vùng thiếu máu, vùng tổn thương bắt thuốc kém, trên vùng vết thì cái vùng tổn thương đó như thế nào, và so sánh giữa hai hình để đánh đưa ra một cái kết luận là vùng cơ tim đó là vùng cơ tim thiếu máu hay vùng cơ tim hoại tử. À. Rồi tiếp theo nữa, một cái mà cái này là CT thì đang hơi lấn sân so với vai trò của DSA là đánh giá lưu lượng phân xuất dịch chuyển mạch vành. Thì cái này là một cái kỹ thuật rất là mới mà gần đây cũng đang được tính nói đến rất là nhiều. Thì để nói qua về cái phân xuất chuyển lưu lượng này thì chúng ta có thể nói là đối với một cái đường ống bình thường thì nếu mà cái ống không có hẹp nào trên cái đường ống này thì lưu lượng máu từ đầu vào và đầu ra nó gần như là như nhau. Tuy nhiên khi nếu mà có bất kỳ cái chỗ hẹp nào ở trên đây thì lưu lượng máu đầu vào và đầu ra thì nó sẽ bắt đầu khác nhau. Và khi lượng máu hai hai cái đầu rào đầu ra này khác nhau thì nó sẽ ảnh hưởng đến việc tưới máu của phần xa của cái ống này. Thì dựa trên cái nguyên tắc đó thì người ta mới đưa ra cái cách, một cái phương pháp tính toán gọi là phương pháp tính toán động động học dòng chảy là CFD. Thì người ta dựa vào đó, dựa vào hình ảnh mạch vành mà chúng ta chụp được để người ta tính toán ra là trước chỗ hẹp áp suất trong lòng cái mạch vành là bao nhiêu, sau chỗ hẹp áp suất trong lòng mạch vành còn lại bao nhiêu, và cái áp suất đó nó có đủ tưới máu cho tim hay không, hay là nó sẽ gây ra vấn đề thiếu máu. Thì đây là cái nguyên tắc chung của việc tính toán phân xuất dự trữ lưu lượng. Thì cái phân xuất dự trữ lưu lượng này đã được đưa ra cũng từ khá là lâu rồi chứ không phải là mới gần đây. Thì từ năm 2011 thì đã có những cái nghiên cứu đầu tiên về việc đánh giá FEV1 trên CT rồi. Đến năm 2014 thì chính thức là được FDA approve cho việc sử dụng FEV1 CT. À, và đến năm 2017 thì NICE là cái một cái hiệp hội tim mạch rất là lớn thì đã khuyến cáo nên sử dụng FEV1 CT trong việc đánh giá bệnh lý mạch vành. Năm 2011, 2021 vừa rồi thì NICE mới khuyến cáo lại một lần nữa về FEV1 CT. Thì xem kể những việc sử dụng FEV1 CT đó thì chúng ta có thể thấy là đầu tiên là cái mà được FDA approve cũng như là NICE recommend đó là ứng dụng HeartPro Pro, thì đó là hiện tại vẫn là ứng dụng duy nhất là được FDA approve cũng như là NICE là recommend. Thì song song với đó thì cũng có những cái hãng phát triển những cái hãng bắt đầu phát triển những cái ứng dụng FA riêng, ví dụ như Siemens có phần mềm CFA, hoặc là đối với Canon là Toshiba trước đây hoặc là Canon bây giờ thì có Canon CT FA3. Thì các hãng này cũng đang cố gắng phát triển theo hướng này. Thì trên cái đường phát triển này thì cũng đã bắt đầu có những cái nghiên cứu đánh giá về hiệu quả của FA3. Thì có thể nói là HeartFlow có thể là những cái ứng dụng đang được mà khuyến cáo duy nhất. Thì trước đây thì để có thể đánh giá được một cái FF3 trên CT của HeartFlow thì người ta mất đến tận đến 48 giờ, tức là 2 ngày. Thì hiện nay thì với việc tích hợp công nghệ AI cũng như phát triển các hệ thống máy siêu máy tính thì việc tính toán thì giờ còn 6 giờ. Tuy nhiên nếu mà có thể nói thì cái việc đưa cái hình ảnh lên HeartFlow thì giống như thầy Dũng hôm vừa có chia sẻ là việc chi phí rất là cao và thực tế là không có thực tế dành cho môi trường Việt Nam. Thì đối với các hãng thì hiện tại thay vì sử dụng cái công nghệ tính toán dựa siêu máy tính như thế thì người ta đang cố gắng để giảm cái việc yêu cầu cao như thế, là người ta đưa ra những cái model CFA mà thu gọn lại có thể được tích hợp vào những cái máy để bàn tiêu chuẩn để có thể tính tính toán tại chỗ, tức là vừa chụp ra chúng ta sẽ đưa vào máy chụp đưa vào máy xử lý và máy sẽ xử lý tại chỗ, và chúng ta sau khoảng thời gian có thể là 15 20 phút hoặc 30 phút chúng ta có thể đưa ra một cái kết quả về FEV3. Thì cái đó thì là hy vọng trong tương lai thì có thể sẽ được ứng dụng rộng rãi hơn, thì cái đó thì cũng có thể là sẽ thực tế tế hơn trong việc là ứng dụng lâm sàng. Thì đây là một cái hình ảnh minh họa. Thì đây là một cái hình chụp CT mạch và vành những điểm vôi hóa. Thì khi đưa vào hình ảnh FFA thì những hình ảnh xử lý thì nó sẽ xử lý ra như thế này, và nó sẽ xử lý ra và xử lý mã hóa màu thì đánh giá cho chúng ta là FFA sau chỗ hẹp là bao nhiêu phần trăm, và đây là hình ảnh so sánh với một cái FFA can thiệp. Thì cái kỹ thuật này nó có cái gì đặc biệt hay không? Thì kỹ thuật này nó đặc biệt nhất là toàn bộ cái phần xử lý của siêu máy tính đằng sau, còn về kỹ thuật chụp thì gần như không khác gì một cuộc chụp CT đâu thông thường. Tức là sao? Tức là khi chúng ta chụp một cuộc chụp CT mạch vành thông thường, những hình ảnh gì chúng ta đạt được đó
thì chúng ta gửi hết đó vào những siêu ứng dụng siêu máy tính, và siêu máy tính sẽ xử lý, sau đó đưa ra những hình ảnh. Như vậy rõ ràng thì chúng ta không cần phải làm gì phần này hết, mà quan trọng nhất là chúng ta phải đạt được một cái hình ảnh đẹp nhất có thể để có thể chính xác nhất. Thì chúng ta xem lại thì có những nghiên cứu để đánh giá rằng để cái tỷ lệ mà hình ảnh đã chụp mà có thể được đánh giá bằng FFA thì có cao không. Thì đây là năm nghiên cứu năm 2017, thì người ta đánh giá lại những cái hình ảnh CT chụp từ năm 2015 trở về trước, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái tỷ lệ chụp của cái số lượng hình ảnh CT mạch vành đưa vào là hơn 500 hình ảnh, nhưng mà trong đó đến 100 đến khoảng 250 hình ảnh là đã bị loại rồi. Lý do bị loại là vì có 139 trường hợp không chụp nitroglycerin, 90 trường hợp không có chụp theo những cái guideline của SCT, 50 hình ảnh thì không có đủ đánh giá hẹp, thì đến lúc mình chỉ cần có một nửa là có thể được đưa vào FFA. Và sau khi một trong cái số mà được vào FFA này thì có đến 33% hình ảnh thì không đạt chất lượng hình ảnh để có thể được xử lý bằng FFA. Như vậy cho thấy chúng ta thấy nó trước 2015 thì tỷ lệ bị loại ra của hình ảnh CT đối với đánh giá FFA rất là cao. Lý do là vì những cái trước đây là những cái thế hệ máy cũ, hoặc là việc không tuân thủ những cái tiêu chuẩn này của FFA. Thì năm 2019 thì người ta mới làm lại một cái nghiên cứu đánh giá những cái hình ảnh là hình ảnh mới hơn, chụp bằng những cái công nghệ máy móc cao hơn, thì người ta nhận thấy rằng tỷ lệ bị loại do cái chất lượng, do cái vô côn không đúng thì đã không còn nữa, và hình ảnh bị loại cho chất lượng hình ảnh cũng rất là thấp. Ví dụ như trong nghiên cứu Advan thì số lượng CTA số lượng mà CTA đưa vào là gần 4.800 sau khi loại bỏ những yếu tố liên quan đến vấn đề về phần mềm thôi, không phải là hình ảnh, thì chỉ khoảng 2.000 ca, hai gần 3.000 ca là được đánh giá FFA, thì trong đó chỉ có 73 ca là bị loại do chất lượng hình ảnh. Tương tự như trong một cái nghiên cứu đánh giá một cái FACT về mặt đạo đức thương mại hóa, thì người ta đánh giá là trong số 10.000 ca được đánh giá FFA thì về loại về mặt kỹ thuật chỉ còn có 205 ca, và chất lượng hình ảnh chỉ còn 711 ca. Thì như vậy là tỷ lệ bị loại rất là thấp rồi, rất rất là thấp so với trước đây. Thì nhờ việc phát triển của các kỹ thuật hình ảnh và việc tuân thủ theo cái guideline của SCCD để giúp cho cái việc tỷ lệ bị loại này nó giảm hơn. Thì trong những cái nguyên nhân mà khiến hình ảnh CTA bị loại khỏi FFA, thì trong đó thì trên đây bảng phân tích, người ta phân tích ra thì trong cả hai nghiên cứu thì chúng ta thấy là cái motion artifact, tức là ảnh giả cho sự chuyển động, thì là chiếm là nguyên nhân cao nhất ở trong cả hai nguyên nhân. Thì chúng ta có thể thấy ảnh giả do chuyển động, và để hạn chế ảnh giả cho chuyển động thì chúng ta đã biết là chúng ta phải là đầu tiên là chuẩn bị bệnh nhân thật tốt liên quan đến mặt hít thở, chuẩn bị nhân tâm lý cũng như là chuẩn bị nhịp tim tốt nhất có thể, thì chúng ta mới có thể giảm được tối đa cái ảnh giả do chuyển động này. Thì theo cái nghiên cứu này, do đó thì người ta mới đề ra là để có thể đạt được một cái hình ảnh FFA tốt nhất thì chúng ta nên là sử dụng nitroglycerin, chúng ta nên kiểm soát tốt nhịp tim, tính toán đúng cái thời điểm chụp, thời điểm mà bơm thuốc cảnh quang và thời điểm chụp để có thể đưa ra cái hình ảnh tốt nhất. Và chúng ta nên tái tạo hình ảnh theo đúng cái những cái yêu cầu của SCT, và cũng như việc sử dụng những cái công nghệ mới như là hai nguồn phát hoặc là những cái nhảy máy CT có giải đầu dò có độ rộng rất là tốt. Thì đây ngoài cái vai trò lúc mạch chẩn đoán ra thì FFA CT nó còn có vai trò trong việc dự đoán là cái kết quả điều trị của chúng ta có tốt hay không. Ví dụ như đây là một cái hình ảnh tổn thương đấy, thì đây là người ta sẽ dự đoán là nếu chúng ta đặt một cái bypass mạch vành, sử dụng những cái màu những cái màn hình lớn ra thì đấy cái quả có tốt hay không, thì đây là cái hình ảnh giả lập. Hay là chúng ta với một cái vị trí hẹp mạch vành đây thì người ta giả lập là khi đã chúng ta đặt một cái stent vô đây thì hiệu quả của cái việc đặt stent đó là như thế nào. Như vậy là không chỉ là đánh giá về mặt trước điều trị mà người ta có thể dự đoán được cái hiệu quả của việc điều trị trên MRCG. Thì rõ ràng thì chúng ta nhìn lại thì chúng ta có thể thấy gì, nếu mà xuyên suốt từ trước đến giờ thì chúng ta nếu mà có đầy đủ các phương tiện công cụ thì chúng ta thấy là chúng ta có thể đánh giá được vôi hóa, đánh giá được tính chất mảng xơ vữa có nguy cơ cao hay không nguy cơ cao. Chúng ta áp dụng CT tưới máu cơ tim để đánh giá đâu, vùng này là vùng thiếu máu hay là vùng này là vùng cơ tim này là chết rồi, nó hoại tử rồi. Chúng ta có thể phủ màu lên để cho chúng ta đẹp hơn. Rồi chúng ta đánh giá FACT là coi là cái vùng này nó tưới máu, nó thiếu máu bao nhiêu, hiện tại của chúng ta cần can thiệp hay không để chúng ta đưa đến cái một cái chụp xâm lấn và đưa ra kết quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Có thể nói là CT nó đã bao phủ được gần gần như gấp hết là những cái giá trị mà những cái phương tiện khác có thể đạt được. Tuy nhiên là thì không phải là ở đâu cũng có sẵn tất cả những phương tiện này, mà chúng ta đang mong chờ trong tương lai thì những cái phương tiện này càng ngày càng phổ biến hơn để chúng ta có thể được sử dụng để đem lại kết quả tốt nhất cho người bệnh. Thì để xuyên suốt cái sự phát triển của mặt cái các ứng dụng về mặt CT thì chúng ta không thể nói đến sự những tiến bộ phần cứng,
Thì rõ ràng thì để có được một hình ảnh chất lượng tốt thì cái phần cứng thì là phần không thể thiếu được. Thì để có thể được một cái chất lượng chất hình ảnh tốt nhất thì người ta mới đưa ra là một cái ý tưởng là một cái máy mà gọi là tối ưu nhất cho việc chụp CT mạch vành, thì có yêu cầu về mặt độ phân giải không gian, độ phân giải thời gian, hay là cái chụp độ bao phủ chụp dọc của cái dải detector, là cái liều xạ một cách tối thiểu. Thì đó là một cái máy lý tưởng thôi. Còn hiện tại chúng ta đang đạt đến đâu trong hiện tại? Thì về mặt độ phân giải thời gian thì chúng ta đã biết, thì đối với máy thế anh phát của Siemens, chúng ta đã độ phân giải thời gian đến 7 đến thấp nhất là 66 mili giây. Tuy nhiên vẫn chưa đạt được cái mức độ mà một cái máy lý tưởng là 30 mili giây, thì có thể chúng ta cần phải sự phát triển nhiều hơn nữa. Thì đối với độ phân giải không gian thì sao? Hiện tại độ phân giải chúng ta đã đạt được là 0, là 32 lai b 1 cm, thì tương đương là 0,3 mm. Tuy nhiên thì chúng ta cũng vẫn mong muốn đạt được cái độ phân giải tốt hơn nữa, 0,1 mm, thì có thể đánh giá được những nhánh quanh xa hơn nữa, không còn phụ thuộc vào DSA nhiều hơn, tại vì DSA thì có độ phân giải rất rất là cao rồi. Hay như chúng ta ngày nay thì chúng ta có thể bắt đầu tính đến là việc đánh giá là hai mức năng lượng, đánh giá là thiếu máu cơ tim hay nhiều máu cơ tim, hoặc là những cái ứng dụng khác của mức hai mức năng lượng nữa. Thì đấy là những cái gì chúng ta đã đạt được. Giống như trong tương lai thì người ta đang hướng đến cái gì? Thì trong tương lai thì người ta đang cố gắng là tăng độ phân giải không gian lên mức rất rất là cao, người ta gọi là ultra high resolution CT. Về mặt đánh tách tách phổ năng lượng, thì thay vì hai phổ năng lượng như là dual CT thì chúng ta cố gắng đếm, tức là mỗi phổ năng lượng thì có bao nhiêu photon, thì người ta mới đưa ra cái khái niệm là photon counting CT, tức là chúng ta sẽ đếm, tức là bao nhiêu hạt bắn đến bệnh nhân. Sau khi tương tác với cơ thể bệnh nhân thì chúng ta cái hạt đó thì còn bao nhiêu năng lượng nữa, thì chúng ta cũng đếm từng hạt luôn. Chúng ta sẽ đưa ra những ứng dụng tốt hơn, xa hơn nữa thì người ta đưa ra ứng dụng phay chân chất CT. Thì mỗi cái ứng dụng, mỗi cái phát triển về mặt kỹ thuật này, người ta nhằm giải quyết những cái ứng dụng người ta đưa ra nhằm mục đích những cái giải quyết về mặt vấn đề phần cứng. Thì thực tế nhất thì đó là cái ultra high resolution CT. Thì như ở đây chúng ta thấy đối với một cái máy CT mà có độ phân giải về mặt không gian cao, thì như đây là một cái hộp stent mạch vành, khi zoom lên thì chúng ta vẫn thấy được rõ ràng đâu là stent, đâu là lòng mạch, và sự phân biệt này rất là rõ ràng. Khi so sánh với một cái trường hợp CT mức độ phân giải thông thường, thì chúng ta thấy khi zoom lên thì chúng ta gần như không phân biệt được đâu là cái lòng mạch. Thì cái ultra high này thì thực tế năm 2019 thì đã được trang bị cho những cái đơn vị lâm sàng rồi, và đến ngày nay thì người ta đã bắt đầu đưa ra những cái nghiên cứu là ứng dụng thực tế của cái ultra high đó như thế nào trong đánh giá bệnh lý mạch vành rồi. Thì đây là bài được đăng nóng tháng 8, ngày 26 tháng 8 năm 2011, 2021, tức là rất là mới. Thì đây là những cái nghiên cứu ban đầu của các nhóm tác giả được đăng lên tạp chí tim mạch của Radiology. Thì thực tế là trong tất cả những cái thực tế thì những cái ứng dụng kỹ thuật mới thì Ultra 2 là đã được thực tế áp dụng rồi. Đối với photon counting thì thực tế thì đang ở trong giai đoạn nghiên cứu. Thì vai trò của photon counting là gì? Thay vì chỉ sử dụng một cái chất tương phản là iốt, chúng ta có thể sử dụng đến tận hai chất tương phản và ba chất tương phản. Đưa ra chúng ta có thể tính toán, đưa ra những cái bản đồ chất khác nhau, đưa ra do đó giúp phân biệt những cái vật chất khác nhau rất là tốt. Tiếp đến photon counting, đến tới đến phay cân chát CT. Thì phay cân chát CT là thay là cái người ta thay vì phát một cái trường chùm tia rất là rộng, chùm tia hình nón như này, thì người ta thu nhỏ cái chùm tia lại và tập trung cái chùm tia đó vào một cái vùng vị trí nhất định. Mục đích của việc thu nhỏ chùm tia này là gì? Là làm tăng tối đa độ phân giải. Thì hiện tại về trong những cái nghiên cứu về mà trong phòng thí nghiệm thì người ta đã đạt được là những cái độ phân giải mà đạt được về độ phân giải mà có thể so sánh được gần như là độ phân giải với mặt mô học, tức là những cái hình ảnh ra được độ chi tiết là 0,1 mm. Tuy nhiên cái này thì hiện tại thì cũng chỉ đang là trên lý thuyết, và thực ra cũng phải chắc có lẽ cần phát triển một thời gian để phát triển rất là lâu. Thì chỉ ra chúng ta cũng cần biết là tức là trên thế giới người ta đã hướng đến những cái mục tiêu là rất là xa như vậy. Để chúng ta cố gắng trau dồi thêm, thì không có bị quá lạc hậu so với thế giới. Ngoài ra thì ngày nay thì không thể không nói đến là vấn đề trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo thì hiện tại là đã đang rất là rất 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 là một cái trend trend rất là một cái xu hướng rất là phổ biến, mà ai nhà nhà cũng có trí tuệ nhân tạo. Thì trong cái phần trí tuệ nhân tạo đó thì hiện nay thì cũng đã có những rất là nhiều ứng dụng trong những đánh giá về mặt bệnh lý tim mạch. Này thì nền tảng của trí tuệ nhân tạo thì tổng quan nhất đó là AI.
Sâu hơn nữa thì chúng ta có một cái gọi là thuật toán, cái thuật toán học máy. Và Siemens thì theo em biết thì Siemens đang kết hợp thuật toán học máy này đối với cái phần mềm FF3 của Siemens, thì đã cũng có những cái nghiên cứu liên quan đến vấn đề FF3 này rồi, có những nghiên cứu đặt đăng năm 2020, nghiên cứu đặt đăng 2019. Thì sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ có thuật toán học sâu, những cái deep learning, chúng từ đó chúng ta đưa ra được kết hợp hình ảnh, phân tích hình ảnh, và từ cái hình ảnh đó chúng ta có thể gợi ý được đến tận là đánh giá được bộ gen của con người luôn. Đây rất là gọi là rất là có tiềm năng trong tương lai. Thì trên đây thì em đã những cái em trình bày thì có thể là những cái gì từ hiện tại và những cái gì đang là phát triển và những cái gì thuộc về tương lai, thì rất mong là có thể chia sẻ được một cái nhìn của em về những cái ứng dụng của CT trong tim mạch. Thì em xin phép kết thúc bài trình bày đây. Xin cảm ơn.